Tập 17. Con sách, con hổ của Giang Đông. Đào Viên Quán. Đã hiểu chưa, Lưu Bị? Sự mềm dẻo có thể đánh bại được sức mạnh. Đánh luôn thì dễ hơn mà. Cậu định đấm nếu mà hòn đá bay tới chỗ cậu hả? Võ thuật thì không có điểm dừng đúng không? Tôi nhất định sẽ trở thành một cao thủ tham gia thi đấu thách thức tường đỏ. Thách thức tường đỏ sẽ có nhiều cao thủ từ khắp thế giới tham gia đó. Thực tế chút đi. Có thể giờ tôi chưa đủ mạnh, nhưng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa. Con hổ Giang Đông, Tôn Sách. Ta là võ sĩ hàng đầu thế giới. Ta đến đây để tỉ thí võ thuật. Xin lỗi nhưng anh đến đây có việc gì vậy? Ngày nay mà vẫn có kiểu chào như vậy hả? Ta đến đây là để hạ gục Đào Viên Quán. Cái gì? Nào, ai là người đầu tiên đấy? Đừng có mà coi thường Đào Viên Quán nha. Đào Viên Quán có vẻ quá tệ so với những gì ta mong chờ. Ta sẽ khiến người phải rút lại câu nói đó. Tình nhãi kia, sao người dám làm đau đại ca ta? Hiệp sĩ huyền thoại, sao các ngươi lại biết? Mày nhảy ra khi nào vậy? Vậy các ngươi cũng là dạy ra ngươi định dắt dịp sức mạnh của bọn ta để thắng trận chiến trong mơ hả? Ta đâu có định như vậy. Thế cũng hay, hãy quyết đấu tại trận chiến trong mơ. Lên đi, tất cả lên cùng lúc coi. Các ngươi sẽ nếm mùi thua cuộc trước cặp đôi tuyệt vời này thôi. Quân hình nhất thể. Hiệp sĩ huyền thoại, thái sử từ. Chơi nào. Hai đối một thật sao? Anh xem thường chúng tôi quá rồi. Chú Công, đừng chơi nữa. Hãy đánh nghiêm túc đi nào. Ý hay đó. Mũi khoan mảnh hổ. Đó là mũi khoan chết chóc đó, quân trưởng. Ta cũng biết mà. Được rồi, ngay lúc này mũi khoan mảnh hổ gia tăng sức mạnh. Yeah!
thổ bạo phong quyền. Hắn ta mạnh quá. Sao vậy? Sao không kết thúc đi? Ta chỉ hứng thú với những trận đấu tỷ thí võ thuật thôi. Ta tuyên bố từ giờ Đào Diêm Quán sẽ đóng cửa. Cái gì? Biển hiệu của võ quán chúng ta. Cái này là sao? Ta đã bảo ta đến đây dẹp bỏ nơi này mà. Đó là truyền thống. Kẻ thua cuộc phải đóng cửa võ quán. Biển hiệu sẽ bị lấy. Ta đã đặt nhiều kỳ vọng vào võ quán lâu đời này, nhưng thật sự quá thất vọng. Cả hai người chỉ thể hiện kỹ thuật mà không có chút thực chiến nào. Bài tập thể dục Phi Long đúng không? Cái gì mà bài tập thể dục? Sao anh dám? Có giỏi thì đến mà lấy. Không phải với những bài thể dục như thế này, mà là võ thuật thực sự. Ai ở đầu dây đó hả? Sư phụ Lưu, ta sắp về đây. Chắc tầm 3 giờ ta về đến đó. 3 giờ? Sư phụ à, cái biển hiệu võ quán trông cũ rồi. Sư phụ có nhớ nó được làm ở đâu không vậy? Biển hiệu võ quán hả? À, là đại sư tổ. Người lập ra võ quán này đã tự tay viết tấm biển hiệu đó. Nó là tấm biển hiệu độc nhất vô nhị, như là linh hồn và mạng sống của võ quán vậy. Đối với ta, nó như là cô Elizabeth vậy. Đúng rồi, ta sẽ sửa nó khi ta về. Hẹn gặp mấy đứa trò cưng của ta. Thế giới thật nhỏ bé, chẳng còn võ thuật thực sự nữa. Một năm rồi không gặp, em gái. Ôi, em vẫn mạnh như xưa. Tuyệt quá, em gái. Bất lời đi anh trai. Em đã nghe nhiều về tên gây rối dùng thiết khổ quyền của chúng ta. Cái này là sao vậy? Ai đi dẹp tìm các võ quán mấy ngày nay vậy hả? Anh chỉ toàn tạo tiếng xấu cho Giang Đông Quán thôi. Dứt mấy cái này đi, hiểu chứ? Không được. Mấy tên đó sẽ quay lại lấy chúng. Anh cần phải chuẩn bị cho trận đấu lại. Chúng là niềm tự hào của anh. Anh cứ như vậy là đang làm hỏng danh tiếng của Giang Đông Quán đó. Việc anh cần làm bây giờ là quay lại và giúp võ quán hoạt động. Anh không thể. Anh vẫn còn đang luyện tập. Anh sẽ đi vòng quanh thế giới như là một võ sĩ đường phố và chứng minh rằng thiết khổ quyền là võ thuật mạnh nhất thế giới. Cái này là dành cho em, Thượng Hương. Còn cái này là của em Quyền. Hẹn gặp lại. Mẹ cũng ở đây luôn, anh trai ạ. Con chào mẹ. Dạo này mẹ, con trai cả của ta. Thế nào, đừng nói nữa. Và về võ quán ngay lập tức. Mẹ à, con thực sự không phù hợp để quản lý võ quán đâu. Không phù hợp? Truyền thống của gia đình mà không phù hợp sao? Tổ sách. Con không cảm thấy xấu hổ với các em của mình hả? Chúng ta phải lấy lại biển hiệu. Chỉ còn 1 tiếng rưỡi thôi. Chúng ta còn không biết hắn để nó ở đâu. Quang,
Hắn tự gọi mình là con hổ của Giang Đông. Giang Đông hổ. Chiếc hổ quyền của Giang Đông quán. Tôi sợ có nhiều võ sinh ở đây. Bà có nghĩ rằng ta phải chiến đấu tới chết không? Đừng có sợ. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Sông Long Môn Đồ với Đàn Liên Quan, bọn ta tới đòi lại biển hiệu đây. Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nền võ thuật mang một dấu ấn riêng. Chào mừng quý khách. Chắc hẳn hai vị đã đăng ký cho buổi học miễn phí hôm qua. Xin hãy điền vào mẫu đơn này. Hai vị có thể mặc đồng phục và đi tham quan xung quanh. Giờ ta làm gì? Đây là cơ hội tốt. Hãy giả đò là võ sinh và lấy lại cái biển hiệu. Nhưng mà Tôn Sách sẽ nhận ra chúng ta ngay. Các người là ai? Tôi có biết hai người không vậy? Không. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Tôi đến đây để học thử miễn phí. Mấy người trông quen lắm. Lại thế nữa. Anh không biết thế nào là tôn chỉ phục vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng của võ quán hay sao hả? Ngậm miệng lại và phục vụ họ đi. Các vị cứ thoải mái tham quan xung quanh đi ạ. Được thôi. Vậy là yêu cầu của em gái tôi. Tôi sẽ phục vụ hai vị. Tôi sẽ dạy hai người chiếc hổ quyền thực sự. Anh à, chúng tôi là khách mà. Không có khách trong võ thuật đâu. Từ giờ hai người là học trò của tôi. Học trò của tôi thì phải có thể lực hoàn hảo. Hai người không thể về nhà mà chưa xong bài tập này. 30 phút nữa là sư phụ Lưu về rồi đó. Được rồi, xong nhanh chuyện này rồi về thôi. Bây giờ chúng tôi về được rồi hả? Hẹn gặp anh sau. Gượm đã. Hai người rất có tài năng. Như em gái tôi vậy. Anh nói gì cơ? Tập luyện võ thuật ngày nay được coi như một sở thích. Nhưng võ thuật thực sự chỉ dành cho những trận chiến thực sự. Võ thuật thực sự được tôi hoàn thiện khi đi khắp thế giới như một võ sĩ đường phố. Cậu không muốn học sao? Hãy cùng tôi đạt tới đỉnh cao của võ thuật. Một tên đần độn thích võ thuật. Đi tìm cái biển thôi. Anh nói đúng. Võ thuật là dành cho chiến đấu thực sự. Vậy là cậu đồng ý với đề nghị của tôi. Tất nhiên, hãy cùng nhau đạt tới đỉnh cao. Cứ từ từ đã. Chúng ta hãy bắt đầu sau khi chúng tôi đăng ký nha. Ta chỉ còn 20 phút thôi. Sao ông cứ làm mất thời gian vậy? Tôi xin lỗi. Nhưng anh ta làm tôi thấy tràn đầy đam mê quá. Đi tìm cái biển hiệu thôi. Công Tôn Toản. Thì ra bọn tép riêu các ngươi. Mấy con bò đào Diêm Quán. Một trận đấu phục thù luôn được hoan nghênh cơ mà. Nhưng võ sĩ thì không bao giờ ăn trộm. Ngươi gây rắc rối trước mà. Đúng, ngươi mới là trộm đó.
Trộm? Trộm hả? Tên kia. Các ngươi có thể mang nó đi để thắng trận phục thù này. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại, thái sử tử, chơi nào. Ôi thật là. Quân thần nhất thể, lên nào. Chúng ta cùng đánh với hắn ta. Được, tấn công phối hợp. Mạnh nữa lên, tim ta đã bùng cháy nhiệt huyết. Thiết hồ bộc phát quyền. Ta thấy được kết quả của trận chiến này rồi. Hắn mạnh quá. Các ngươi lại thua trận nữa rồi. Các ngươi không xứng đáng lấy lại nó. Không. Chưa hết đâu. Không, giới thôi Lưu Bị. Đại huynh, huynh đã hết năng lượng rồi. Huynh cần phải tấm biển hiệu là thứ sư phụ đã giao cho chúng tôi bảo vệ. Nó đại diện cho sự tồn tại của Thiên Long Quyền. Tôi nhất định sẽ giành lại nó. Trận đấu này kết thúc rồi. Như là trứng chọi đá thôi. Cậu định đánh một hòn đá đang bay đến chỗ cậu hả? Sự mềm dẻo có thể đánh bại được sức mạnh. Đúng rồi, toàn sức, hãy phân thắng bại nào. Sao cơ? Sao vậy? Anh sợ rồi hả? Anh nói là trứng chọi đá cơ mà. Thiết hổ quyền chắc là trứng rồi. Ta đã nghĩ ngươi là người khiêm tốn. Hóa ra ngươi cũng chỉ như là bọn võ sĩ đĩa. Chỉ biết võ mồm mà thôi. Ngươi tiêu rồi. Nhưng có cách thắng dù mình là người yếu hơn. Lưu Bị, cái đánh của cậu giống là sư phụ Lưu Bị. Nóng rồi đây, cuối cùng cũng có người có thể đốt cháy cảm xúc của ta. Dứt điểm thôi. Thức tỉnh, vũ khí tam hợp. Giờ ta sẽ có một chuyện này. Ta tên ở đệ Quang Vũ. Thức tỉnh Long Kiếm. Quang Vũ Thanh Long Trảm. Thái Sử Từ Mãnh Hổ Xuyên Phá. Xong đâu. Đấu trường tối hậu. Triệu hồi cổ máy huyền thoại. Thức tỉnh năng lượng huyền thoại. Đại mảnh thú, xe tăng mảnh hổ. Chúng ta lên thôi. Chúng mặt quá.
Hắn di chuyển nhanh quá. Kết thúc thôi. Vũ trang hợp nhất, kết hợp huyền thoại. Huyền pháp bùng cháy, huyền thoại hổ dương. Được, chúng ta kết hợp thôi. Vũ trang hợp nhất, Thiên Đường và Trần Thế. Tam thần nhất thể, huyền thoại Tam Vương Long Hình. Nhận lấy mũi quan thiên phá. Trương Phi bảo kích. Cái gì? Kỳ lân tốc quyền. Song quan xuyên phá. Kết liễu tên này thôi. Mảnh hổ cuồng phong. Được thôi, đòn kết liễu. Tam Long Trảm. Đợi đã. Quả đúng như ta nghĩ, ngươi là một võ sĩ khiêm tốn, Lưu Bị. Giờ hãy đánh thật đi. Lại gì nữa? Sẵn sàng chưa? Cam Ninh, Hoàng Cái. Chiến đấu phải thật ngầu. Cam Ninh sẵn sàng. Hoàng Cái sẵn sàng xả thân vì chúa công. Anh sở hữu tới 3 tiểu anh linh hả? Tào Tháo cũng chỉ có 2. Ta mới chỉ dùng có 1/3 sức mạnh thôi. Chắc khoảng 50% gì đó. Bây giờ mới là 100% sức mạnh nè. 1/3 là 33,33%. Mà 3